cơm mấy anh em lại đây phan hình chơi gió đỡ buồn. Trời ơi, tránh ra cho em phan ơi. Anh biết sao không? Hôm bữa coi clip phan hình tuổi thơ thấy vui quá cho nên hôm nay tụi em chơi nè. Dạ. Trời ơi, đợi anh đi vô lấy hình ra chơi luôn nè. Chứ anh siêu nhân sao anh bắt chen chậm vậy anh Vinh? Chen gì? Ở trong cái xóm này người ta đang có cái chen phan hình Pokemon anh. Thằng ơi, tính cả xóm mày lạc hậu dữ vậy. Lạc hậu gì anh? Bây giờ là người ta sưu tầm mấy cái mô hình rồi, ai đâu săn mấy tấm hình này làm gì? Mô hình thì đây cũng có mà con nào con nấy nhỏ xíu như vậy nè, mua gì làm gì anh? Đừng có xem thường mấy mô hình nhỏ nhỏ đó nha. Mấy đứa mà thông minh với có cái óc sáng tạo sẽ biến những cái mô hình nhỏ nhỏ này thành những tác phẩm rất là đẹp. Tưởng gì mấy cái sáng tạo gì hả anh ơi? Rồi dễ vô giúp rồi quay phim luôn. Rồi vậy hôm nay mình quay về chủ đề gì anh? Sáng tạo đèn trang trí Pokemon với keo epoxy. Hả? Mỗi lần nghe tới keo epoxy là thấy ngán rồi đó. Rồi làm ở đây luôn đi, tập trung đi quay phim luôn nè anh. Trời em xem kìa, chương gái lại quay phim. Rồi đi đây. Trời mưa dữ quá các bạn ơi, cho nên mình đổi địa điểm quay phim nha. Mấy em chia đội vậy luôn đúng không? Dạ. Trên tay anh đang có 3 lá phiếu bốc thăm ứng với 3 hệ. Thì giờ em bốc thăm chúng Pokemon hệ nào thì sẽ làm cái đèn trang trí với cái mô hình hệ đó. Dạ. 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 Pokemon hệ lửa. Rồi đây là hệ nước các bạn ơi. Hệ điện. Hệ điện. Rồi thì giờ mô hình mấy em tự đi xuống mấy tiệm tạp hóa mua đi. Dạ. Ừ, có mấy ngàn đồng con à. Đi. Có thấy tiệm tạp hóa ở đây có bán mấy con mô hình nè. Vô hỏi thử coi còn không. Cái này chắc mình mua chừng 3-4 con là được chứ vậy. Thôi mua nhiều nhiều đi, lỡ đang làm thiếu mất công nữa. Vô hỏi nè. Chị ơi, ở đây có bán mô hình Pokemon không? Ở đây có bán nè. Quá trời luôn. Để ra coi. Ê, sao mà nó nhiều dữ mày? Cái này có bán lẻ không chị? Không, chị bán nguyên dĩ em. Nguyên dĩ hả? Nguyên dĩ chị? 75 ngàn. Chị làm 15 ngàn. Để coi còn nhiêu. Sáng tao quên. Tao còn có 50 nè. Mày còn tiền không đưa tao coi. Tao có nè. Mày ơi. Thôi em trả nè chị. Đúng 75 ngàn luôn. 75 ngàn. Cảm ơn. Đi về. Thôi chị em về. Rồi. Có dĩ Pokemon rồi nè. Bây giờ để tao lựa mấy con hệ điện ra nha. Mày lựa đi. Thanh, mày đi lấy keo epoxy đi. Để tao đi lấy đèn lấy chậu kính cho. Ok. Nhóm của mình đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ rồi nè. Mình đi lại tiệm bán cá mua được vỏ sòi nè các bạn, để làm nơi trang trí cho mấy con mô hình. Còn mình á phải đến 2 tiệm tạp hóa mới mua được 4 Pokemon thể nước vậy đó các bạn. Rồi vô đây. Rồi vô nè. Cái vỏ sòi này có gì đâu mà 100 mấy chục ngàn trời. Vậy chứ mày coi cái dĩ mô hình này nè, có chút xíu à mà 75 ngàn luôn đó. Xem phim Pokemon á là mình thích nhất mấy con hệ nước giống vậy nè, nhìn nó dễ thương gì đâu á. Giờ mình làm sao đây mấy anh? Trước tiên là mình để đèn led vô chế keo lên cái đã. Nhưng mà cái này là nước cho nên mình sẽ cho một xíu màu xanh vô nha. Rồi để em với anh Hùng gắn đèn led vô cho. Để anh pha keo. Rồi làm đi. Trời đất ơi, làm Pokemon mà đi mua vỏ sò. Làm về cái chủ đề này là phải có cái này. Ôi, cái quả cầu này em mua đâu mà đẹp với quán. Có mua gì đâu. Cái này là phải trà đồ nhôm mới có được đó. Trà đồ nhôm là gì ba? Chôm đồ nhà. Hả? Sao mày gan vậy? Có gì đâu gan. Mình xài xong chút xíu trả lại cho ông cái tác phẩm đẹp hơn là được rồi. Mình mới mua mấy con Pokemon này các bạn, dễ thương lắm. Có mấy ngàn một con nè. Đặc biệt làm về Pokemon hệ lửa là phải có Khi Tô Ca Ghi. Rồi được đó. Rồi để tao pha keo cho. Ok. Rồi lửa lên nè. Tiếp theo tới con này. Tới con Khi Tô Ca Ghi nè. Đó tới con gà lửa. Ủa 2005 Made in China hàng Trung Quốc. Dục. Mấy cái con Pokemon hệ lửa này nè các bạn, mình sẽ làm núi lửa với dung nham rồi sau đó đặt nó lên nha. Tại tụi nó thường sống ở mấy cái chỗ như vậy á. Vậy thì mình cần sử dụng một dây đèn led, 2 hũ màu, 1 hũ màu đỏ, 1 hũ vàng phóng quang. Đúng rồi đó chị. Chị đi lấy cho. Chị Thảo nhớ lấy thêm mấy cục đá để làm núi nha. Ok. Nhớ nha. Ờ.
hai đứa bay pha kê xong như vậy? Xong rồi nè. Rồi đổ vô đi. Cầm thanh. Rồi, rồi để tao đổ vô ha. Rồi xong rồi đó. Mấy con Pokemon này phải đứng trên cây hoặc trên đá nó mới đẹp. Trong lúc đợi keo khô thì hai đứa bay đi kiếm đi. Ok. Ở đây có đống đá nè, lụm vài cục coi. Lựa cục nào nhỏ nhỏ cho dễ trang trí. Ê, đây có cái ốc tre khô đẹp quá nè. Lấy mấy cái này làm nhìn cho nó tự nhiên. Khúc gỗ nãy mình đục ra nó thành như vậy nè bạn. Rồi để vô đi Thành. Ừ. Rồi xong rồi đó, tới mày đi. Mình sắp mấy cục đá này thành những cái hòn non xung quanh cái cục gỗ. Rồi để vô đi. Rồi cần mày. Đây nè. Chết rồi anh Hùng ơi, cộng dây mày lời ra ngoài là xấu dữ lắm. Anh Vinh chấm điểm thấp cho mày coi. Phải chịu chứ làm sao. Chứ cưng nhìn đi, nguyên con sò này có cái lỗ nào đâu mà lồn dây. Không có được, mình phải kiếm cách nào đó đục cái lỗ đằng sau rồi luồn dây điện qua. Rồi giờ đục phải không? Đúng rồi. Chờ anh xíu. Rồi keo đủ rồi nè. Bây giờ mình sẽ pha thêm một xíu màu xanh nữa rồi quậy đều lên nha các bạn. Màu đều rồi nè. Mà thằng Hùng đi lấy gì mà lâu dữ phương? Em cũng không biết nữa. Anh tới rồi nè. Phương, đưa vỏ sò đây. Anh tụt rồi. Anh ngáo à? Gì Phương? Đâu có. Ý em nói là anh Hùng bị ngáo nè. Nghĩ sao anh lấy cái đó đục rồi bể vỏ sò luôn sao? Thôi em ngồi yên chỗ làm cái đèn led giùm anh đi Hùng ơi. Để anh vô chổng lấy cái khoan ra anh vỏ lẹ. Đi đi đi. Xong rồi nè mấy đứa, tuồn dây điện vô đi để anh chế keo lên. Dạ. Nè. Đây. Rồi. Dính chưa? Rồi, đổ keo vô đi anh ngáo. Ờ. Rút kinh nghiệm từ những clip trước, lần này tụi mình làm keo epoxy, có mua thêm cái đèn này nè. Ví dụ các bạn để keo bình thường á thì tầm 1 tiếng là nó khô. Còn có thêm cái đèn UV này chiếu vào thì tầm 15-20 phút là khô à. Quậy xong chứ mày? Đó xong rồi. Có nào với đèn rồi nè mấy đứa ơi. Ủa rồi cục đá không chị Hảo? Nè. Hả? Cái quả cầu có bị lớn như vậy à. Chị lấy chi cục đá bự như vậy rồi sao nhét vô vừa? Thì mình đập ra rồi nhét vô chứ có gì đâu. Mà khoan, em thấy cục đá này quen quen nha. Chị lấy đâu vậy? Thì chị lấy trên hồ cát của anh Vinh á. Trời ơi sao chị gan vậy? Có gì đâu thì mình đập ra xài mấy cục nhỏ còn nhiêu trả lại. Tại chị thấy cục đá này nè làm núi nó mới đẹp. Chị Hảo đi em xài dây đèn led đi. Còn chị đi đập đá đi. Ok. Tôi nhét vô cho Hoàng. Kiểu này chắc phải khoét lỗ lần sau quả cầu để nhét dây vô nhìn cho nó đẹp quá. Mở ra mở ra. Tao khoan xong rồi đó, nhét đèn vô đi. Ừ. Rồi tao nhét vô. Nhét vô. Nè mày gói cục này đi nó bị gói đó. Ok. Rồi, nhiêu đây là được rồi đó. Đem vô trang trí thôi. Còn nhiêu thì trả lại cho anh Vinh. Chỉnh cho ngay nha mày. Ừ, tao chỉnh gần xong rồi. Đá chị đập nhỏ ra coi nè, hai đứa coi được chưa? Được rồi đó, để xuống đi, lấy cho nó giá thành ngọn núi đi chị Thảo. Ok. Giờ con Pokemon này là hệ lửa, cho nên mình sẽ lấy màu đỏ pha chung với keo cho nó ra thành màu nhung nham nha bạn. Rồi, đổ vô. Được chưa Quang? Từ từ. Chị Thảo, chị lấy màu đỏ sao về em pha hành màu mứt dâu luôn rồi. Nhìn giống mứt dâu thiệt á, nhưng mà có điều ăn vô con cá là xuống suối bơi luôn. Suối gì mày? Suối vàng. Keo nó khô nè mấy đứa ơi. Vậy là mình đã xong cái phần nước rồi nè. Tiếp theo là mình sẽ trang trí mấy ngọn núi nha. Hùng, đi kiếm cho anh về cục đá đi. Dạ. Còn gì phải kiếm gì anh ngáo. Em thấy mình đợi Di Dương làm xong rồi. Còn dư đá quá trời luôn kìa. Mình qua bến xe là được rồi. Ừ, đi đi. Thì để em cắm cho đến chuẩn bị gian đá nha. Ok em. Đá nè anh ngáo. Cục đá nè. Rồi. Cửa nè anh ngáo. Ừ. Rồi, anh hãy chỗ đó chống đó. Thường làm mấy cái mô hình nhỏ nhỏ như vậy nè là các bạn phải cần có độ tỉ mỉ với chính xác rất là cao. Sai một chút xíu thôi là xấu liền nha. Trên cái phiến đá này mình sẽ đặt con nọc nọc nước lên nha các bạn.
cái lớp keo cuối cùng này mình không cần đợi cho nó khô mà mình nhúng con Pokemon xuống keo luôn để tạo cảm giác cho nó đang bơi dưới nước. Rồi đem dây điện vô coi thử. Wow. Cái ánh sáng màu xanh này mà dạ lên mấy cục đá màu đen, nhìn nó không có nổi bở. Chắc phải pha màu trắng tô lên mấy cục đá quá. Anh Ngáo đi pha màu đi rồi nó đem tô cho. Tao thấy keo nó khô đó, mình dán mấy con Pokemon vô đi. Nãy tao thấy trong nhà kho có mấy cái cây bằng nhựa nè, đem ra trang trí luôn cho đẹp. Để tao gắn con Pikachu vô cho. Thôi lấy keo đi. Đây đi. Ừ, bên đó đó. Thôi được rồi đó. Ok. Xin keo đi. Tao gắn con nhỏ này xong rồi nè, mày ghi miệng hướng Ngọc. Ok. Ơi, nó đẹp coi kìa. Ê, cái gò má của con Pikachu bị bay màu rồi kìa. Thanh, mày lấy màu đỏ vẽ lên coi. Mày nói tao mới để ý đó Dương, nhìn cái gò má của con Pikachu y như cái vú luôn. Xong. Quá đẹp. Team mình đã làm xong cái đèn rồi nha bạn. Rồi đội của anh Ngáo làm xong chưa? Gần xong rồi em ơi, đợi hồn vẽ mấy cục đá nữa nè. Xong chưa hồn? Xong rồi đó. Rồi, đẹp rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy đèn UV chiếu vô keo, đợi keo khô rồi kêu anh Vinh ra chấm điểm. Quá đẹp luôn. Tụi mình đính đá vô đây, cố tình tạo ra mấy khe như vậy nè các bạn. Chứ vậy mày? Thì mày ghim điện đi rồi sẽ biết. Ok. Rồi ghim đi. Wow, đẹp quá vậy anh, nhìn thấy giống dung nham đó đại ơi. Hoàng, mày đi lấy màu đen, màu nâu với màu trắng ra cho tao. Ok. Ủa, con kia thằng Hoàng lấy màu chưa vậy? Em pha lại xong rồi tô lên mấy cục đá cho nó giống núi lửa. Màu tới rồi đây. Rồi giờ mày làm sao nữa đại? Em đang coi hình núi lửa để pha màu cho giống mà chị Thảo. Giờ chị lấy màu đen với màu trắng ra giùm em đi. Nè okay. Chị Thảo. Rồi múc ra luôn nha. Ok. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. Chị thấy nhiêu đó được rồi, đừng có đổ nữa đại. Mày lấy cái đèn UV chiếu vô đây giùm tao cho mau khô đi Quang. Ok. Đây một khoan để ơi. Tao thấy dây đèn nó còn dư một đống nè, giờ tính sao mày? Cái này dễ mà, giờ mày kiếm giùm tao cái hũ bằng nhựa đi. Rồi để cái dây led này vô, sẵn làm cái đế cho cái này luôn. Ừ, để nó đi. Rồi. Chắc rồi đó. Bước cuối cùng là gắn mấy con Pokemon vô. Bắn keo vô khúc lông lửa để chị gắn vô nè. Đây, để em. Rồi, để tao dán con gà cho. Ừ. Nè, bắn keo cho tao luôn đi. Rồi, chị Thảo. Đây. Bắn vô cái chân nó kìa. Con Pokemon cuối cùng. Xong. Quang, mày thử mở đèn lên coi đẹp không? Ok. Rồi, mở lên đi. Quang. Ừ. Wow. Đẹp dữ hả? Đẹp luôn rồi. Hai đứa kia xong chưa? Để chị kêu anh Vinh ra chấm điểm nè. Rồi. Để chị kêu anh Vinh. Thôi Quang coi thứ đấy đẹp nè. Drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I love shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to cloud nine. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a sound bite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making things. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. Đây chấm điểm cái này Pokemon hệ điện. Dạ đúng rồi. Đẹp không? Đẹp. Rồi nhưng mà chỉ chấm cho 7 điểm thôi. Ủa, sao 7 điểm có 7 điểm vậy? Trừ 3 điểm do thủy tinh ở đây mấy em đổ keo vô bị ố thủy tinh rồi nè. Cái thứ hai là con Pikachu á, mấy em mua mô hình bị cũ. Nhìn cái gò má với mắt với lỗ tai nó xấu quá. Cái lỗi thứ ba là đổ keo nó dính hòn non tứ lung tung hết. Rồi 7 điểm à. Rồi,
xong sớm nhất cộng 1 điểm là 8 điểm. Nhìn biết rồi, khỏi quảng cáo, đẹp đó. Phải đẹp lắm mà. Sao mà để em lướt lên hết trơn vậy? Trời ơi, dính keo rồi. Em có lấy bằng keo trong dán lại mà. Nước á, thì em phải lấy keo nến hoặc silicon em bít lại thì nước nó mới không trào ra. Chứ lấy bằng keo trong sao được em, trừ 1 điểm nha. Còn lại nhiêu đẹp rồi đó. Rồi, 9 điểm. Pokemon hệ lửa. Trời, đẹp hả anh? Quá đẹp. Sát tạo. Vẽ dung nham này kia cũng ok nè. Em vẽ đó anh, em vẽ đó. Rồi trừ 1 điểm. Ủa gì vậy anh? Trừ 1 điểm. Nhìn nè, lem luốc nước chảy keo gì tùm lum hết trơn nè. Cái đế nó không đẹp thôi, trừ 1 điểm được rồi. Ha. À, rồi 9 điểm luôn. Rồi 9 điểm luôn rồi. Tính ra là hai nhóm 9 điểm và một nhóm là 8 điểm. Thì hai nhóm 9 điểm này cuối tháng nhớ nói với Vinh cộng triệu vô tiền lương nha. Các bạn mà thích cái series và làm keo LOC á thì đừng quên làm gì Vũ Thanh. Nhấn vào đăng ký, like cho để ủng hộ bọn mình. Đúng rồi, hôm nay Vũ Thanh đã xuất hiện lại trên kênh mình rồi nha các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo đi. Bye bye. Vô đèn thôi. Ở đang coi gì vậy? Đang xem cái clip mới nhất của kênh mình nè. Rồi review phòng đi. Tại cái phòng của mình á thì có 2 giường mà tới tận 3 người đó. Cho nên tối nay mình sẽ ngủ giường này. Thằng Thanh sẽ ngủ giường này. Ủa tụi con em ngủ đâu? Em ngủ dưới đây nè. Trời ơi. Dở vậy không mày ơi? Tối nay Thanh ngủ đây nè. Còn ngáo ngủ bên đây. Còn mày ngủ trong nhà vệ sinh. Thôi thôi, 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 thôi.